gấp nhiều. Em họa mi siêu phẩm anh em nhá. Em này bộ hơn 70g anh em ạ. Bóng bộ rất là đẹp luôn, dáng ngũ trường đuôi xòe trên cánh anh em nhá. Hàng rất là hiếm anh em ạ. Ngũ trường nhá, đẹp như tranh luôn. Dáng này các bạn này, em mày đúng không chê được một điểm gì anh em ạ. Nó thì chưa thuần đét hẳn đâu anh em nhá, mới thuần khoảng tầm 90-95% đây anh em ạ. Em xách lồng gượng gượng thôi, nhưng mà đảm bảo anh em là chim cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em sẽ để xuống và quay video cho các bác nhé. Có thể là chưa tự tin khi mà em cầm lồng các bác nhé. Quá đẳng cấp anh em ạ, thật sự. Khi mà anh em ngắm em nó nha các bác nhá. Quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Một em họa mi gọi là hiếm có luôn anh em nhá. VIP luôn anh em ạ. Quay đầu mặt cho anh em xem này. Em này khoảng tầm 25 lồng hơn một tí thôi. Đó, anh em nhìn đầu mặt này.
chân này. Đẹp chưa anh em ơi? Cực mau mỏ nha em này ấy. Bộ kết em họ Mi này thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin phép là dừng video đây đây. Hàng thì quá đẳng cấp rồi anh em ạ. Anh em chỉ cần bộ kết là alo em thôi. Xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người có những ngày nghỉ thật là vui vẻ mọi người nhá. Đấy. Chào anh em nhá.